Nhóm sắc bầu đã ngăn cản thành công ý định tự tử của Đông Đông, một phần nhờ vào sự có mặt đúng lúc của Anna cùng cái đàn guitar của cô. Câu chuyện tình cảm của các bạn trong nhóm sắc màu cũng có những biến chuyển. Nếp làm đồ ăn cho Anna. Dù cho Anna tỏ ra không nhiệt tình như có kỳ vọng, nhưng Nếp vẫn rất vui sướng. Kim thì được Nam Phong quan tâm hơn. Mirai và Ken cũng đang ngày càng tình cảm. Hãy đón xem tập kế tiếp của bộ phim Đường đua Idol thế hệ Z để tìm ra câu trả lời nhé. Sông ảo, chị đây hạng 2, thì ai dám làm hạng nhất? Được, cứ đợi đấy. Ta sẽ cho chúng mày biết thế nào là gậy ông đập lưng ông. Những con gái gì mà sân si, xéo sắc, có cái nết mà cũng không biết giữ, để vương vãi ngoài đường ngoài vậy. Nết. Nói ra đi, bày tỏ hết nghĩ suy đi, ngại chi. Nói yêu nhau đi, sống, sống, sống một lần. Chỉ sống, sống, sống một lần. Buồn hay vui, cũng chỉ một lần. Được sống, cớ sao không vui. Bình tĩnh cho mày ba, nếu lời còn nổi tiếng quá cũng đừng căng thẳng mà cắn lưỡi nghe. Trời ơi, tôi đang hồi hộp muốn chết, bà giỡn hoài. Nhanh đi Nếp, sạch nhanh đi. Trời ơi, coi lượt view của mấy bà. Clip của tụi mình được trăm mấy lượt view rồi mấy bà. Không chừng á, mai mốt mình được mấy trăm luôn. Có khi lên cả mấy ngàn luôn á. Trời ơi, mấy ngàn là băng cả xà túi luôn rồi. Ê, không chỉ lượt view không đâu, còn có nhiều người bình luận khen tụi mình quá trời luôn. Ê, người ta khen tôi dễ thương kìa. À, mà chị ơi, một lần chị post clip về á, là bao nhiêu view vậy chị? Không được ngàn view đâu em ơi. Mặt chỉ được 1 triệu view thôi à. Thôi anh giỡn á, làm gì mặt buồn vậy? Ông này, Bobby, đừng có chọc mấy đứa nhỏ coi. Không, thiệt ra đúng là bây giờ YouTube của chị á, thì triệu view thiệt. Nhưng mà lúc mà chị mới bắt đầu sử dụng YouTube á, thì cái số người coi cũng nhỏ xinh như vậy à. Nhưng mà chị nghĩ á, là tụi em mới bắt đầu thôi mà đã được người ta ủng hộ như vậy á, là tụi em là càng có lý do là mà cố gắng hơn đó. Cố lên. Dạ. Lizzy, bà nhìn coi trên mặt tôi có dính hột cơm nào không? Mà mọi người trong lớp nhìn tôi dữ vậy? Không có dính hột cơm nào hết đó. Dính hột nếp kế bên kìa. Ê, mà hình như không chỉ nhìn bà không thôi đâu, nhìn cả nhóm tụi mình luôn đó. Đúng vậy, cả lớp đang rất ngạc nhiên về các bà đó, cả ngưỡng mộ nữa. Ngưỡng mộ? Tụi tôi được ngưỡng mộ hả? Chuyện gì mà nghe lạ lung, lung bung lộ tải của vậy? Còn chuyện gì nữa, chính là chuyện các bà lập team, lập kênh YouTube, còn có cả video clip mấy bà biểu diễn đăng lên kênh YouTube đó nữa. Ủa, chuyện đó lớp mình cũng biết hả? Eo ơi, thời buổi 4.0 rồi, các bà đăng lên một cái là cả lớp xe nhau rần rần luôn. Bây giờ chỉ có tụi tôi biết tới nhóm sắc màu, nhưng biết đâu được sau này sắc màu là một cái tên mà cả nước ai cũng biết thì sao? Nước nào? Nước nào biết đến cái nhóm vừa quê mùa quê kịch này chứ? Chắc là nước tẩy phèn á Eli ha Ngân ha. À, bà Nu sao hôm nay có tâm ghê nhở? Bỏ thời gian đi động viên từ thiện cái bọn nhà quê này. Tôi thấy á, như vậy cũng tốt. Nhưng mà tốt nhất thì bà nên nói thẳng để cho chúng nó biết đường mà rút lui sớm, đỡ phải tốn thời gian. Ý bà nói vậy là sao? Tôi chỉ nói sự thật thôi. Sự thật á, là cái nhóm sắc màu là cái nhóm chẳng có một cái tài năng về âm nhạc gì cả. Lập được cái kênh YouTube được vài trăm like mà cứ nghĩ mình là Nai là Hạc, giọng ca thì Lạc, mà cứ tưởng mình là Thanh Thảo Mỹ Tâm. Ừ, chúng tôi là thế, còn đỡ hơn cái loại học thì vừa ngu mà lại còn đam mê chơi chữ nữa chứ. Mày nói ai là học ngu đó con kìa? Chứ bà nói ai nhà quê, nghèo nàn hả? Tao nói tụi mày á, tao nói đúng chứ sai đâu.
mà cứ lồng lộn lên. Thôi thôi được rồi, tôi xin mấy bà luôn á. Mấy bà cứ gặp nhau là phải cãi nhau mới được hả? Khổ là lớp trưởng tôi đây nè. Bây giờ tôi nói với mấy bà một câu công bằng nha. Bây giờ nhóm superstar các bà, bình thường cả lớp ai cũng biết các bà là những người xinh đẹp, xanh điệu, chất chơi nhất lớp rồi. Nhưng mà lần này rõ ràng nhóm sắc màu rất là xuất sắc. Các bà đó đã làm những việc mà chúng ta chưa ai từng làm hết. Có phải là đáng khen không? Vậy nên các bà đừng cãi nhau nữa. Bây giờ mấy bà ổn định đi, cô sắp vào lớp rồi á. Lập được một kênh YouTube, rồi tự tạo tài khoản fake, up một cái clip lên tự like tự comment, mà bắt tụi này khen hả? Đừng có mơ hảo mà hao mỡ. Ba cái chiêu trò rẻ tiền của bọn sống ảo bất tài vô dụng, tao khinh. Gì chứ, sống ảo chỉ đây hạng 2 thì ai dám làm hạng nhất. Được, cứ đợi đấy. Tao sẽ cho chúng mày biết thế nào là gậy ông đập lưng ông. Yeah, thẳng rồi. Phải vậy chứ. Chưa, có tao là khác liền. Hiền quá chú ơi. Có cái này hay hơn cái thắng này nè tụi bay. Tụi bay đã coi video clip chưa? Cái gì? Của ai? Mấy phút? Bởi vậy tao nói cái đầu mày có nhiêu đó hả? Ý tao nói á là clip của con Kim, nó nhảy chung nhóm nhảy của nó ở trên YouTube đó, chưa coi hả? Kim, với tư cách là người yêu hờ của nó đó, tao xin phép phỏng vấn mày cái, mày ý kiến sao về clip nhảy đó? Người yêu hờ cái bàn thờ nhà mày á, tao không liên quan. Thôi không liên quan luôn. Tính ra tao nghĩ mày là cái đứa mà xem đầu tiên, like đầu tiên, share đầu tiên, bình luận đầu tiên luôn cũng là mày đó chứ đừng có giả bộ ở đây. Mà công nhận nha, nói gì nói không phải gu tao, nhưng mà xem xong cái clip phải nói một điều rất là ngon. Hay à, hay à, chúng tao nha. Nói nghe nè, công nhận em Kim của mày á, chẳng những nhảy đẹp, dáng bóc, mặt xinh mà còn ngon nữa bạn. Trời thiệt á hả? Để tối nay tao về tao cày view cho con nhỏ đó. Mày ngộ quá à. Nói đâu phải để mày cày view, để ai kia người ta cài với mày nhiệm vụ gì đâu cài. Bây giờ tụi mày có chơi tiếp không? Không chơi tao đi lên lớp à? Ôi lên lên cày view. Rõ ràng cái gì nữa? Thôi thôi thôi, vui vẻ ông bảo vô trận đi bạn. Vô. Rồi vô đi. 163 nha, 163 nha. Ok. Ôm trụ đi, đánh đi, đánh đi ôm trụ, chạy trước kìa, tóc biến đi. Từ từ. Gin, Gin qua cứu tao bên này Gin. Gin anh tự Gin. Gin, Gin. Gin. Mày đánh cái kiểu gì kỳ vậy? Ê, cái biểu hiện này là biểu hiện của sự lương lẹo, đang phân tâm, muốn đi cày view. Thôi. Thôi. Thôi thôi. Anh em mình vô trận đánh riêng đi để thanh niên người ta cày view chứ. 307 nha. Rồi. Chào đi. Mấy bà ơi, coi nè. Trời là đất ơi, sao kỳ vậy? Sao hôm nay vào toàn dislike với comment chê không vậy? Chứ, dòng hát thì như bịt đực, nhảy nhọt lỗ lăng, nghe như đấm vào tai. Đề nghị giải tán đi, sắc màu hát làm người ta sặc máu. Thôi, nếu không nghe được thì có thể lược đi. Sao có thể bình luận ác cảm như vậy được hả? Không thể tin nổi. Hồi nãy á, tôi vô coi không có chuyện gì xảy ra hết á, mà bây giờ toàn là bình luận ác ý. Buồn quá à. Công sức của mình người ta chê như hớt nước vào mặt vậy á. Mấy bà đừng có buồn, tôi thấy không như họ nói đâu. Tôi thấy mấy bà rất là tuyệt luôn đó. Lâm Đông, bà có coi clip của tụi tôi rồi hả? Ừ, tôi coi rồi. Và tôi cũng thích clip của mấy bà lắm. Thật không Lâm Đông? Thật chứ, mấy bà có thấy tôi có nói dối bao giờ chưa? Với cả tôi là người theo đuổi âm nhạc nghiêm túc, cho nên sẽ không bao giờ nói dối. Ủa, mà bà đi đâu mà sao đếm nhiêu đô vậy? À, đây là tôi mua để tụi mình ăn chung nè. À, tôi muốn cảm ơn mấy bà dự lượng trước, nhưng mà giờ thì cũng coi như là an ủi động viên mấy bà qua nỗi buồn rồi. Vậy sao, thích quá ta. Đúng lúc tôi cũng buồn đời lũng buồn ăn luôn đó. Ước chi mỗi lần tôi đợi đều có đúng đúng tới xuất hiện và đưa đoan. Chắc tôi sẽ hạnh phúc viên mãn suốt đời luôn đây. Đúng rồi, nhưng mà tới lúc đó là bà sẽ mập như heo luôn á. Vậy mình ăn chung ha, tại vì tôi không biết mấy bà thích gì cho nên mua nhiều lắm luôn á. Còn có Kirin i+ đào nữa nè. Wow. Vừa ngon mà
mà uống vào còn sảng khoái nữa. Tụi tôi thích cái này lắm luôn á. Mà nè, mấy bà đừng có buồn. Là nghệ sĩ thì thế nào cũng sẽ có người thích và có người ghét, cho nên đó là chuyện rất là bình thường. Chị sợ là có gì đó mờ ám, không bình thường ở đây thôi. Nhưng mà thôi, Đông Đông nói vậy á thì cũng được an ủi phần nào đúng không? Ờ mà dạo này thấy Đông Đông sắc mặt tươi tắn hơn hẳn đó mọi người. Cũng nhờ có mấy bà khuyên nhủ tôi đó. Bây giờ bà động viên tụi tôi, vậy là hòa rồi ha. Mấy bà cứ lo nói, lát tự ăn hết ráng chịu à nghe. Thôi, vô hồ cá đi mọi người. 2, 3, vô. Ê tụi nó kìa. Ê mấy cái ơi, coi rớt cái gì kìa. Rớt cái gì bà? Rớt cái liêm sỉ của chúng mày chứ rớt cái gì. Sáng giờ rớt cái liêm sỉ đã tìm lại được chưa? Hay vẫn tưởng mình là nhóm nhạc thần tượng nổi tiếng trên mạng? Ây da, chết rồi mấy bà ơi. Xem nữa là tôi đạp trúng đồ của tụi nó rồi. Mày đạp cái gì của bọn tao? Thì đạp trúng mấy cái nét của mấy bà chứ cái gì. Thứ con gái gì mà sân si, xéo sắc, có cái nét mà cũng không biết giữ, để vương vãi ngoài đường hoài vậy. Ý của Lizzy á là mấy bà mất nết á, về mà rèn lại cái nết của mình đi. Mira thiệt tình, sao lại phải đi giải thích cái chuyện mà ai cũng biết hết vậy? Mày Ngân phải nói lại lần nữa coi, có tin được tao. Ngân. Nào Ngân, coi như lần này mình sai đi. Thấy mấy bạn đang chơi với dưới bờ vực mà giờ mình còn đạp xuống thì không hay cho lắm. Cũng tội nghiệp, các bạn giờ chắc đang đau lòng lắm khi biết sản phẩm đầu tay của mình bị cư dân mạng ném đá không thương tiếc. Đúng rồi đó, cảm thấy đáng thương cho tụi bay quá. Sản phẩm đầu tay tưởng đâu hay ho lắm, ai ngờ lại là đống phân thối hoắc. Tụi bay, tụi ta làm sao? Thôi, tụi tao đi đây, tạm biệt cái lũ ngu ngốc chúng mày. Chúc chúng mày may mắn lần sau. Thiệt tức quá mà, cái bọn khả ổ đó, có ngay tôi dùng nguyên cái bao nếp vô miệng tụi đó, để cho tụi nó hết nói những cái câu ác nghiệt đó đi. Tôi thấy là bọn mình bị chơi xấu rồi đó. Ý của bà là mấy cái comment nói xấu trên trang của mình là tụi nó làm á hả? Đúng. Không những vậy, bọn nó còn mua những account ảo để làm những chuyện đó nữa. Tôi nghe em Bobby nói trước đây chị Thiên Di cũng từng bị chơi xấu như vậy. Nếu mà đã như vậy thì không còn cách nào để ngăn chặn sao? Chắc chắn là phải có chứ. Mình về hỏi anh Bobby đi. Ừ, mình đi thôi. Tôi tức lắm rồi đó. Mày ba đi về trước đi. Tôi đi có chuyện này xíu, lát tôi về sau. Ủa, nãy bà nói về với tụi tôi mà, sao đi ngay vậy? Thôi tôi có chuyện này xíu, thôi bye mày ba nhá. Ê, nè, mày nhớ về sớm nha, đồ chưa có giặt nữa. Thôi đi. Sao bà đi với tôi? Tại tôi muốn đi theo giúp ba thôi. Giúp? Mà giúp tôi cái gì? Thì tôi biết ba đi biểu diễn đường phố lâu rồi, mà đi như vậy vừa nguy hiểm mà vừa vất vả nữa, nên tôi muốn đi theo để giúp ba. Mà tôi đâu cần bà giúp tôi gì đâu. Hay thôi cho tôi đi theo chơi cũng được. Đi đi mà. Đi đi, thôi mình đi luôn. Cô gái hay mộng mơ, xinh đẹp như cô gái Việt, người đã khiến tôi mong chờ. Cho ngày qua tôi thẫn thờ, cho tôi nhung nhớ bao đêm muốn ở với em, bao điều rằng tôi đã thương em nhiều. Lần từ lời em biết, chẳng giống mấy cô người mẫu, xinh đẹp như cô gái Việt, chẳng tô phấn thêm sắc màu. Em giản dị theo cách riêng, chỉ có một
một bếp năm hai như sao đang yêu dịu dàng đời mọi thăm duyên nụ cười. Thôi thì là duyên yêu người phần thì có xa thưa chuyện mẹ cha sẽ đứt nên vợ chồng. Thương em để lâu thêm u sầu nay nó ra chưa hết đau đầu. Cảm ơn mọi người nhiều. Cảm ơn chị ạ. Nè bà, tổng cộng là 212.500 đồng đó. Wow, nhiều vậy. Nhờ bà mà bữa nay tôi được nhiều hơn bình thường á. Có gì đâu, giúp được ba là tôi vui rồi. Vậy thôi, mình đi ăn đi, tôi đãi bà. Ê, đi đâu? Ai cho tụi bay đi mà đi. Tụi mày đá chén cơm của tụi tao và muốn đi đâu là đi hả? Mấy ngươi nói gì vậy? Ai đã chén cơm của mấy ngươi? Mày còn cãi à? Đây là địa bàn của tụi tao, chỗ tụi tao làm ăn. Tụi mày đến đây hốt hết tiền thì không phải cướp là cái gì? Bây giờ sao? Mấy người muốn tiền đúng không? Nếu bây giờ không đưa thì sao? Ê, mày không đưa hả? Mày muốn tao nhẹ nhàng với mày hay là muốn mạnh bạo với mày?